Đức tăng cường giám sát viện trợ quân sự Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine. Điều này bao gồm cả việc tịch thu tài sản của Nga để bồi thường cho Kiev. Nhưng mà hành động này có thể khiến kim tự tháp tài chính của châu Âu sụp đổ. Và đây sẽ là chủ đề chính mà chúng ta phân tích trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết tịch thu tài sản của nga eu có nguy cơ sụp đổ tài chính hạ viện mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho ukraine trong đó có một điều khoản bao gồm việc tịch thu tài sản có chủ quyền của nga để ủng hộ cho kiev quyết định vội vàng như vậy của hạ viện là điều dễ hiểu vì lực lượng ukraine thực sự đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn họ không thể ngăn cản các bước tiến của lực lượng nga sau khi để mất adipka và dọc toàn bộ chiến tuyến hầu như là không có hướng đi nào cho quân đội kiev Tuy nhiên ở hậu phương cũng không khá hơn là bao. Các cuộc tấn công tích cực của Nga kéo dài nhiều ngày vào các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã khiến cho nhiều nhà máy bị tê liệt. Theo một số nguồn tin, chỉ còn có 3 trong số 13 nhà máy còn đang hoạt động. Tất nhiên là các nhà máy nhiệt điện này chỉ chiếm khoảng 25% tổng sản lượng điện quốc gia, nhưng nó cũng gây ra rất nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, đời sống và các kế hoạch quân sự của Ukraine. Nhưng rắc rối của Ukraine vẫn chưa dừng lại ở đó. Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào UAV gần đây cho thấy lực lượng phòng không của Ukraine cũng đang gặp tình huống rất nghiêm trọng. Việc thiếu hụt đạn dược đã gây nên hiệu suất hoạt động ngày càng kém của quân đội nước này. Vì vậy mà đối với chế độ Zelensky, việc trì hoãn chẳng khác nào đầu hàng. Nhưng điều bị thảm nhất có lẽ đối với Ukraine lúc này là việc dường như không nhận được gì trong các gói hỗ trợ của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Mặc dù hô hào số tiền viện trợ bao nhiêu tỷ đô, nhưng mà ngoài vũ khí sát thương gây thêm chết chóc và hủy diệt thì chẳng có gì cho Ukraine. Chưa kể là sẽ phải gồng thêm một khoản nợ khổng lồ mà nước này khó có khả năng chi trả. Giờ đây thì chế độ Kiev đang cố gắng để trông đợi vào số tiền 300 tỷ đô của Nga được cất giữ trong các ngân hàng châu Âu. Mà liên minh này hứa là sẽ dùng số tiền này để vực dậy nền kinh tế Ukraine. Thật nhìn có vẻ như các nghị sĩ Mỹ đã thực hiện bước đầu tiên theo cách này khi mà trao cho Nhà Trắng một công cụ để đánh cắp tài sản bị phong tỏa của Nga bên cạnh việc phê duyệt những gói viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Nhưng điều thú vị nhất là luật tịch thu tài sản chủ quyền của Nga cũng ngay lập tức được thông qua mà không cần xem xét bất cứ điều gì. Nhiều nhà kinh tế đang can ngăn chính quyền Biden thực hiện theo bức đi này. Theo Financial Times, giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu, Christine Lagarde đã chỉ ra cho người Mỹ mối nguy hiểm trong việc phá hủy trật tự pháp lý quốc tế. Điều đáng nói hơn nữa là phản ứng của nhiều tổ chức ở Mỹ đã gọi kế hoạch như vậy là không cần thiết, tốn kém và nhiều rủi ro. Họ kết luận rằng rõ ràng dự luật này thể hiện sự coi thường việc duy trì bảo vệ trật tự pháp lý quốc tế và nó sẽ khiến cho nền kinh tế vốn đã mỏng manh gặp rủi ro lớn hơn. Hay nói một cách đơn giản, nếu thực hiện kế hoạch này thì rủi ro sẽ lớn hơn lợi ích rất nhiều. Các nhà phê bình chỉ ra rằng khi mà cố gắng chia tài sản bị phong tỏa của Nga, các nhà lập pháp Mỹ đã không tính đến thực tế là chỉ có khoảng 5 tỷ đô la nằm trực tiếp tại Mỹ, phần còn lại chủ yếu thuộc thẩm quyền của EU. Và nếu số tài sản phong tỏa của Nga thực sự bị tịch thu thì toàn bộ kim tự tháp tài chính của phương Tây có thể sẽ sụp đổ. Vào đầu năm nay, theo ước tính của ngân hàng thế giới và Ủy ban châu Âu, Ukraine cần 486 tỷ đô để bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra. Nhưng vì các cơ sở lưới điện của Ukraine bị phá hủy trong vài tháng qua nên số tiền này có lẽ đã tăng lên đáng kể việc bổ sung thêm đạn pháo vào Ukraina sẽ chỉ làm tăng thêm sức tàn phá và thiệt hại cho nước này. Chưa kể đến, Nga sẽ trả đũa bằng các phương tiện sẵn có cho hành vi cướp tài sản của mình ở phương Tây, điều mà phía Nga đã trực tiếp chỉ ra. Vì vậy mà gói viện trợ quân sự tiếp theo cũng chỉ có thể giúp cho Kiev không sụp đổ, chứ không thể cản được bước tiến của quân đội Nga. Gói viện trợ này cũng sẽ bị đốt cháy vô nghĩa trên thảo nguyên Ukraina và chỉ mang lại cho người dân nước này những khoản nợ khổng lồ phải chi trả trong một thời gian dài. Và rõ ràng là số tài sản bị tịch thu của Nga một lần nữa vẫn nằm ngoài tầm với của Ukraine. Đức tăng cường giám sát viện trợ quân sự Ukraine Kênh Zvezia đã đưa tin, các thành viên của Quốc hội Đức đã đề xuất gửi một ủy ban đặc biệt tới Ukraine để giám sát việc sử dụng viện trợ mà Đức chuyển giao cho Kiev. Để làm được điều này, nghị sĩ Evgeny Smith của Đảng Đối lập đã đề xuất cử một ủy ban đặc biệt tương tự như là ủy ban do Mỹ thành lập vào năm 2023. Tuy nhiên, thì các chuyên gia nghi ngờ rằng trong bối cảnh chiến sự dối xe như hiện nay, thì các nước phương Tây sẽ khó có thể đạt được quyền kiểm soát thực sự đối với việc chi tiêu và những thiết bị vũ khí chuyển giao cho Kiev. Theo nghị sĩ Evgeny Smith, trước đây thì việc chính phủ Đức có kiểm soát tiền trợ dành cho Ukraine, nhưng mà khi tiền vào vũ khí vào lãnh thổ của nước này, thì chính quyền Đức không còn chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn viện trợ này như thế nào trên thực tế, tức là không có sự giám sát đến những đồng tiền cuối cùng. Nghị sĩ Smith cũng nêu ra lo ngại về việc sẽ xảy ra tham nhũng khi mà nguồn viện trợ đến cho Ukraine. Theo ông thì Ukraine là một quốc gia rất tham nhũng và tiền của người nộp thuế ở Đức bị lãng phí theo cách này mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Và vấn đề này cũng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi trong xã hội của nước Đức. Một nhóm đại biểu của đảng thay thế Đức là Joyner Rothfuss, Harold và Matthias Muto đã gửi đơn kêu gọi chính quyền Đức, yêu cầu họ chú ý đến việc chế độ Kiev có thể sẽ bán lại trái phép vũ khí mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine. Các nghị sĩ Đức cho rằng, số vũ khí thất lạc đã được những người mua khác trên khắp thế giới tìm thấy thông qua các kênh bí mật hoặc là chợ đen. Họ yêu cầu chính phủ Đức vào cuộc để đánh giá tình trạng này. Các đại biểu Đức cũng lưu ý, các báo cáo và cảnh báo chỉ ra rằng loạt vũ khí này có thể lọt qua tổ chức khủng bố Taliban và những phiến quân hoặc là các tổ chức khủng bố khác ở châu Phi. Điều này có vẻ không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với sự việc trên, thì các quan chức Nga cũng đã nhiều lần chỉ ra sự thật như vậy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào cuối tháng 1 vừa qua, tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các vấn đề Ukraine, ông đã nói rằng, để có thể đạt được lợi ích lớn nhất trong cuộc xung đột này, thì những người cầm quyền tại Kiev chỉ đơn giản là bán lại một số vũ khí do phương Tây cung cấp trên các thị trường chợ đen. Cho thế này thì Đức vẫn là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau Mỹ. Và năm nay thì nước này dự định phân bổ 8 tỷ euro cho nhu cầu quân sự của Kiev. Nhìn chung thì kể từ khi thành lập quân khu phía Bắc, Berlin đã chi hơn 32 tỷ euro để hỗ trợ và ủng hộ chế độ Zelensky. Mỹ, với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine, đã giám sát việc chi tiêu của những đồng tiền thuế của người Mỹ kể từ mùa hè năm 2022. Sau đó thì nhóm công tác liên ngành về giám sát Ukraine đã bắt đầu công việc bao gồm các đại diện của 23 cơ quan liên bang như Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này dường như vẫn là không đủ. Vào năm 2023, một vụ bê bối tham nhũng cấp cao đã nổ ra tại Ukraine có liên quan đến lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng nước này. Các quan chức địa phương bị cáo buộc là cung cấp thực phẩm và quân phục cho quân đội với mức giá quá cao. Và người đứng đầu cơ quan khi đó là Alexei Zhenikov, cuối cùng đã bị cách chức trong bối cảnh đó thì nhà trắng đã quyết định tăng cường sự hiện diện của các quan chức của mỹ tại ukraine nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc lưu thông dòng viện trợ Vào mùa thu năm 2023 thì chính quyền biden đã thành lập một nhóm đặc biệt để giải quyết những vấn đề này do tổng thanh tra lầu năm góc ông roberto chỉ huy cho đến đầu năm 2024 thì tổng thanh tra roberto đã tuyên bố rằng lầu năm góc cũng không thể kiểm soát đầy đủ việc sử dụng 1 tỷ đô la các nguồn cung cấp quốc phòng cho kiev theo đó, thì chính quyền Biden đã không đảm bảo đúng trách nhiệm đối với khoảng 40.000 thiết bị vũ khí. Cũng giống như là việc Hải quân Mỹ đã bội trì cho Ukraine tới 3 lần, với số tiền là 398,9 triệu đô la vào năm 2022. Vào giữa tháng tư vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Yuri Dezikor cho biết, kể từ tháng 1 năm 2024, các thanh sát viên Mỹ đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra vũ khí được Mỹ chuyển giao cho Kiev. Ông lưu ý rằng các cuộc thanh tra của Mỹ giờ đây đã trở thành điều thông lệ. Các chuyên gia tin rằng, việc tăng cường giám sát Ukraina không thể giải quyết được vấn đề tham nhũng và việc bán vũ khí bất hợp pháp của nước này. Bởi vì quân đội Ukraina hoàn toàn có thể báo cáo ra rằng họ đã sử dụng chúng trên chiến trường, nhưng trên thực tế thì họ đã bán chúng tại các thị trường chợ đen. Giới quan sát tin rằng, nỗ lực của các nước phương Tây nhằm giám sát viện trợ cho Ukraina chỉ là để có lý do để báo cáo với người dân nước họ, chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, bởi vì tham nhũng vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong nền chính trị Ukraine. Vũ khí hạt nhân gây chia rẽ quyền lực tại Ba Lan Được biết rằng, việc thảo luận về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ đã có nhiều diễn biến bất ngờ. Vào hôm thứ Hai, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tuyên bố sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của nước mình. Theo ông thì nếu các đồng minh của Warsaw quyết định về tính khả thi của sáng kiến này, thì Ba Lan chắc chắn sẽ đồng ý. Tổng thống Duda cho rằng điều này sẽ giúp tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO. Ông giải thích sự cần thiết phải di rời vũ khí do tăng cường quân sự hóa của vực Kaliningrad, cũng như là việc kiềm chế kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus. Tuy nhiên, thì tuyên bố này đã gây ra sự phản đối trong nước và cả ở nước Nga. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moscow sẽ buộc phải phân tích mong muốn của Ba Lan và sẽ làm mọi cách để bảo vệ công dân Nga. Người phát ngôn bộ ngoại giao Nga bà Maria Zakharova thì tuyên bố không khó để cho rằng nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ba Lan, thì Ba Lan sẽ là mục tiêu hợp pháp trong tình huống mà Nga có xung đột quân sự trực tiếp với NATO. Bà Maria Zakharova gọi những sáng kiến của Tổng thống Lula chính là một sự khiêu khích. Bà nhấn mạnh rằng tất cả những điều này có liên quan đến kế hoạch quân sự của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Ba Lan và các mối đe dọa nảy sinh từ quốc gia này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Tổng thống Duda đề cập đến chủ đề này. Vào tháng 10 năm 2022, ông Duda từng tuyên bố ý định tiếp cận chương trình trao đổi vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng vấn đề có được đầu đạn hạt nhân của Ba Lan chính là một vấn đề rất lâu dài, nhưng mức độ liên quan của vấn đề này sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là mối đe dọa từ Nga. Đồng thời, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu được quy định bởi các quy định chung của liên minh NATO. Hiện tại, vũ khí của Mỹ đã được đặt tại 5 căn cứ ở 4 quốc gia EU như Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan. Ngoài ra thì Mỹ còn đặt căn cứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tiêu truyền của NATO, vũ khí hạt nhân sẽ được nhân viên không quân của Mỹ bảo vệ trong thời bình. Tuy nhiên thì trong trường hợp xảy ra xung đột, đầu đạn hạt nhân có thể được lắp trên máy bay chiến đấu của các quốc gia thành viên và sẽ được phóng đi từ lãnh thổ của những quốc gia này. Nhà khoa học chính trị người Đức Alexander Rath cho biết, khả năng đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Ba Lan đã được thảo luận từ lâu. Warsaw đang cố gắng để thuyết phục Washington chuyển trụ sở tại Đức sang lãnh thổ của mình. Theo các chính trị gia địa phương, bằng cách này thì họ sẽ có thể nâng cao tầm quan trọng của mình trong NATO. Họ cũng tin rằng nếu loại vũ khí này được đặt tại Ba Lan, thì trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, Mỹ sẽ phải chiến đấu vì Ba Lan. Tuy nhiên thì Đức cũng sẽ không vội nói lời chia tay với một tài sản quý giá như vậy. Ba Lan có ý định trở thành một cường quốc hàng đầu trong khu vực và chính quyền nước này sẵn sàng nỗ lực hết sức để đạt được vị thế như mong muốn. Nhà khoa học chính trị Stanislav Shemislovsky cho biết rằng sáng kiến của Tổng thống Duda mang tính chất chính trị hơn là quân sự. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà chính quyền Ba Lan lên tiếng về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên thì người Mỹ sẽ không nhất thiết phải thực hiện một bước đi như vậy. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Chính sách đối ngoại ở Ba Lan được quyết định bởi nội các bộ trưởng chứ không phải là văn phòng tổng thống. Và đảng Civic Platform, do chính phủ kiểm soát, cũng đang phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước mình. Nghĩa là chúng ta có thể thấy rõ sự chia rẽ nhất định trong giới quyền lực tại Ba Lan. Và trong điều kiện như vậy, thật khó để nói mục đích thực sự trong tuyên bố của ông Duda là gì. Có lẽ ông ta đã quyết định gây ra tranh chấp đối với đối thủ của mình, hoặc cũng có thể đây là cách mà ông tăng thêm ý nghĩa cho chiến đi gần đây tới Mỹ và cuộc gặp đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì tuyên bố này có thể không liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới của Nghị viện châu Âu. Khả năng triển khai đầu đạn trên lãnh thổ Ba Lan có thể khiến một số chính trị gia nước này đắc ý. Nhưng phần lớn các cử tri Ba Lan lại không thích viễn cảnh này. Vì khi đó thì Ba Lan sẽ là mục tiêu hợp pháp hàng đầu của lực lượng Nga. Trong khi đó, Alexander Nosovik, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng của Nga, đã chỉ ra sự mất đoàn kết trong giới lãnh đạo Ba Lan trong vấn đề triển khai đầu đạn hạt nhân. Ông đã biết trên kênh Telegram của mình rằng, vài giờ trôi qua, và Thủ tướng Tos nói rằng ông Duda có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến của ông ấy trước khi thực hiện các bước chiến lược như vậy. Xin lưu ý rằng trước đây thì chính phủ Ba Lan đã trực tiếp phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Một số ý kiến khác thì cho rằng sáng kiến của Tổng thống Duda thực sự sẽ không tăng cường an ninh của Ba Lan, mà thậm chí còn làm suy yếu nó bởi vì nếu kế hoạch của Tổng thống Ba Lan thành công, thì đất nước này sẽ trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Nga trong bất kỳ hành động xâm lược nào. Các nhà quan sát chỉ ra rằng, Warsaw từ lâu đã nhắm đến việc thay thế London và Berlin trong số các đồng minh của Mỹ. Sáng kiến đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình chỉ là một trong những liên kết này. Thêm vào đó, Tổng thống Duda muốn kỳ điểm chính trị cho mình trong cuộc đấu tranh chính sách đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên thì điều này có thể gây bất lợi cho ông vì người dân địa phương hiểu rất rõ những rủi ro khi lao thang ngày càng gia tăng và chắc chắn sẽ không ủng hộ kế hoạch này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.